Em Hoàng xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị đang theo dõi video của bên em. Và showroom bên em có địa chỉ là 46 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Xe đẹp Auto 3S. Em đang đứng tại khuôn viên của bên service của xe đẹp Auto. Và đây là sẽ là nơi mà em bảo dưỡng xe này, rửa xe hay thậm chí là sửa xe, sơn xe đầy đủ cho mọi người tất cả các dịch vụ nhé. Và hôm nay thì lên sáng nhận bác một em xe rất là hot thời điểm bây giờ. Tucson tiêu chuẩn sản xuất 2021, mọi người nhé, form mới tình tình luôn. Và em được biết trên thị trường hiện nay là cũng không có quá nhiều chiếc xe giống y hệt như nhà em, mọi người nhé. Nói qua với chiếc xe này, thì khi mà em check lịch sử chiếc xe đã có va chạm ở phần cản trước, mọi người nhé, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến két nước này, máy móc của chiếc xe. Thế nên là em có sao nói vậy rất là rõ nét cho mọi người. Có va chạm ở phía trước rồi, nhưng hoàn toàn ở mức độ ngoài da, mọi người nhé. Khi mọi người đi ở đâu mua, đi check test thì mọi người cũng sẽ được nhận kết quả là chuẩn xác, là ngoài ra không ảnh hưởng đến máy móc khung gầm động cơ của xe nhá. Đó, em có sao nói vậy ngay từ đầu cho mọi người, mua bán rất là dễ dàng. Oddo của em này đi được là 22.000 km rồi mọi người nhá. 22.000 km rồi. Thế nên là mọi người cũng không phải lăn tăn về chất lượng là đi có quá nhiều không. Em này ở mức độ vừa phải, không quá nhiều cũng không quá ít. Chúng ta cùng em di chuyển với thiết kế ở phần đuôi xe này, cắt xẻ ở phần đèn này thì rất là cá tính đúng không ạ? Và chắc chắn là chiếc xe thì vẫn có là cốp cơ thôi mọi người nhé, vì đây là phiên bản tiêu chuẩn. Nhưng tuy nhiên với tầm tiền bỏ ra thì tiết kiệm rẻ hơn bản đặc biệt cũng phải đến chênh nhau khoảng 80 triệu đấy mọi người, nên là mọi người cũng rất đáng để cân đối với chiếc bản tiêu chuẩn này mọi người nhé. Đây, bây giờ em sẽ đi vào cận cảnh các đường nét. Và lốp dự phòng thì sẽ cho mọi người xem luôn. Vẫn còn lốp dự phòng đã dỡ rồi nhưng mà vẫn còn sạch đẹp mọi người nhé. Đó. Chúng ta cùng em di chuyển đến phần khoang nội thất của chiếc xe nhé, để thấy là khoang nội thất sẽ như thế nào. Đây, mọi người nhìn, em sẽ đi vào cận cảnh keo chỉ cho mọi người xem một chút về chất lượng cánh cửa nhé, để có thể cảm nhận được rõ nét hơn về chiếc xe. Sẽ đi vào cận cảnh ở phần khoang ốc, ốc ở phần cánh cửa nữa nha, để các bác có thể xem được rõ nét. Những bác ở xa thì cũng có thể theo dõi được chất lượng chiếc xe như thế nào. Và với tông màu trắng sẽ là một trong những tông màu mà dễ dùng, dễ đi, và sau mình có đổi cát thì cũng rất được giá mọi người nhá. Em này thì là gốc tỉnh, gốc tỉnh Lâm Đồng. Với option của chiếc xe thì mọi người sẽ tham quan một chút, sau đó em sẽ nói qua một chút về option chiếc xe cho mọi người. Đây, với không gian thì nó không hề khác nhiều so với bản đặc biệt mọi người nhé, không hề khác nhiều đâu. Và với chiếc xe thì chúng ta đã được tân trang là ghế lái có chỉnh điện rồi. Vô lăng thì có tích hợp cruise control và đàm thoại hành tay rồi mọi người nhé. Vô lăng thiết kế thể thao và tay cầm thì cũng rất là đã luôn này. Màn hình và rất nhiều chi tiết còn nguyên ni lông mọi người nhá. Đây là chưa bóc ni lông đây. Đấy. Màn hình siêu to luôn này. Đấy, hỗ trợ đổ đèo hay là phanh tay điện tử Auto Hold. Chưa có cam 360 mọi người nhá. Chưa có cam 360 đâu. Kín chờ thôi, bác nào muốn lắp thì lắp thêm. Đó. Sơ qua tất cả các đường nét. Trên chiếc xe thì mọi người có thể nhìn thấy là thực sự là chiếc xe còn rất là mới đúng không ạ? Bây giờ em sẽ đi vào phần khoang máy của chiếc xe để mọi người có thể trải nghiệm rõ hơn. Vì đây là động cơ 2.0 mọi người nhé. Động cơ 2.0 nên là chúng ta sẽ rất là khỏe, không hề bị yếu một chút nào. Đây, mọi người hãy đi vào cận cảnh, em đã vệ sinh phần khoang máy rất là rõ nét rồi. Các bác có thể xem được rất là thích mắt luôn đúng không ạ? Đây, mọi người nhìn cụ thể cho em. Và mọi người muốn check hãng hay là check bất cứ ở showroom gara nào thì em đều hỗ trợ đấy để check cho mọi người nhé. Đó. Thì đó là chiếc Tucson tiêu chuẩn sản xuất 2021 với Oddo là 22.000 km. Em còn đang bán với mức giá là hơn cụ thể là hơn 700. Bác nào mà quan tâm cụ thể với em nó thì alo trực tiếp cho em nhé. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.